Tại khu trung tâm điều khiển và bảo dưỡng sửa chữa tàu Metro Long Bình, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận thêm hai đoàn tàu gồm 6 toa thuộc dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Khâu vận chuyển lắp đặt từng toa tàu từ xe siêu trường lên đường ray được các công nhân kỹ sư thực hiện tỉ mỉ. Đây là các đoàn tàu thứ hai và ba trong số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 do phía Nhật Bản sản xuất, lắp ráp và vận hành. Sự kiện đánh dấu chính thức chuyển giai đoạn của dự án từ tập trung thi công xây lắp sang giai đoạn thử nghiệm, vận hành. Dự kiến từ trung tâm điều khiển bảo dưỡng sửa chữa Long Bình đến ga Bình Thái hoặc ga Tân Cảng, cùng với đó thử nghiệm vận hành các hệ thống điện, hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển tàu, đường ray. Các đoàn tàu metro được thiết kế có thể chở tối đa 930 hành khách, tốc độ thiết kế tối đa 110 km/h. Tuyến metro số 1 đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc.